Chương 769: Mượn đao giết người. Xem ra phần lớn mọi người đều đã tới đây rồi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn những thân ảnh như thiêu thần nào đến vùng bồn địa rộng lớn, ánh mắt có chút kinh ngạc. Những lần trước tuy có không ít người nhưng mà quy mô cũng không bằng lần này. Xem ra mọi người đều nghe dược như nguyên môn có khả năng khai mở được phần thiên cổ tàng cho nên chạy tới kiếm trác. Lâm Động khẽ gật đầu, lòng có chút ngạc nhiên. Tuy không biết tấm quang bài trong lưu động có tác dụng gì, nhưng chắc hẳn liên quan tới phần thiên cổ tàng. Hiện giờ lẽ là huyền môn cũng có được thứ quang bài tương tự như quán. Chúng ta cũng lại đó đi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn vào vùng trung tâm của bồn địa rồi bay đi. Bọn Lâm Động nhanh chóng theo sau. Càng gần khu vực trung tâm, bọn Lâm Động cũng cảm nhận được rõ ràng hơn. Có không ít luồng ký tức cường hãn. Xem ra ở đây mới thực sự là ngọa hổ tàng long. Cường giả cổ nguyên Nhật Bản cũng không phải là thiểu số. Các tông phái siêu cấp khác cũng tới rồi. Lâm Động bỗng quét mắt sang, nhìn thấy những cái đoàn người đông đúc là các đệ tử tông phái siêu cấp khác, thậm chí người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng hiện. Khi bọn Lâm Động xuất hiện, lập tức không ít ánh mắt nhìn sang, ánh mắt đầy là hiện lên sự thích thú như xem trò hay. Ai cũng biết được chỗ phần thiên cổ tàng chắc chắn có người của Nguyên Môn, mà bọn họ lại nghĩ đệ tử đạo tông có ân oán rất sâu sắc với Nguyên Môn, hẳn là phải nghĩ cách tránh đi mới phải. Nhưng lúc này đệ tử đạo tông lại không hề làm vậy. Mà như thế đệ tử đạo tông chắc chắn sẽ đụng độ đệ tử Nguyên Môn ở đây. Đến lúc đó có lẽ là có một cái vở kịch hay, chắc chắn khó tránh. Là Lâm Động đại ca, trong khu vực đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Tô Nhu nhìn về phía đệ tử đạo tông bay tới, gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Đệ tử đạo tông cũng tới rồi sao? Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu lên nhìn, hàng lông mày nhíu lại, quay sang nhìn vị trí trung tâm khu vực. Hiển nhiên rất nhiều nhân ảnh đang ngồi đả tọa, khí tức kinh người tỏa ra là người của đám Nguyên Môn. Cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, lẽ nào không biết Nguyên Môn ở đây sao còn nghênh ngang mà tới. Đứng sau Lăng Thanh Trúc là một nam tử tuấn lãng tên Ngô Quần, cũng là nhân vật kiệt xuất của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Hôm đó trong tầm bảo khu, hắn cũng chứng kiến cuộc đối đầu của Lâm Động và Lôi Thiên, cũng thấy Lâm Động và Lăng Thanh Trúc nói chuyện. Tuy biểu hiện của Lạc lúc đó rất bình thản, nhưng quen biết Lăng Thanh Trúc nhiều năm, hắn biết bên dưới sự bình tĩnh của Lăng Thanh Trúc có sự dao động không tầm thường. Sự dao động đó khiến cho Ngô Quẩn cảm thấy khó chịu, vì hắn biết nó rất hiếm khi xảy ra ở Lăng Thanh Trúc. Lâm Động đại ca cũng không phải là người lỗ mãng, huynh ấy làm gì cũng có suy nghĩ. Nếu đã dám tới đây, chắc chắn huynh ấy không sợ Nguyên Môn. Khi Ngô Quẩn dứt lời thì Tô Nhu không kìm được phản bác. Hồi ở chiến trường viễn cổ, những đối thủ mà Lâm Động gặp đều là thực lực vượt trội, nhưng mà những người xung quanh cũng là kiểu cười trước sự đau khổ của người khác như vậy. Nhưng mà lần nào gã thanh niên chỉ tới từ vương triều hạ cấp này cũng bước ra với gương mặt tươi cười, và phía sau hắn nằm một cái mùi máu tanh lồng. Tuy gia nhập vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nhưng lòng Tô Nhu vẫn luôn cho rằng gã thanh niên trẻ tuổi gây gò đưa làng và đại ca xông qua thành vạn tượng, cuối cùng đứng trên đỉnh cao nhất của Bách Triều Sơn mới là nhân vật không thể lay động. Nàng ta tin tưởng một cách cố chấp rằng trên thế gian này không có một ai có thể đánh đổ được thân ảnh đó. Lẽ nào muội cho rằng hắn có thể đấu với Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn? Ngô Quần cười nhạt, hôm đó xem như Lâm Động và Lôi Thiên đối đầu. Tuy Lôi Thiên bỏ đi, nhưng đó là vì hắn nói quá lời cho liền mới ép mình vào cảnh đó. Còn nếu như hai người thực sự đối kháng thì Ngô Quần không tin Lâm Động có thể chống cự được. Tô Nhu khựng người, hiện giờ nàng cũng biết thực lực của Tam Tiểu Vương là thế nào. Nhưng sau khi lưỡng lự một chút, nàng vẫn gật đầu nói, Lâm Động đại ca không sợ bọn chúng đâu. Có lẽ vậy, Ngô Quần nhún vai. Với thân phận của hắn, trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung rất ít đệ tử dám tranh cãi với hắn. Nhưng Tô Nhu thì khác, tuy mới vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung một năm, nhưng mà sự tiến bộ của nàng rất đáng sợ. Hơn nữa nàng cũng biết, nếu như Tô Nhu thực sự nổi giận thì trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung chỉ có mỗi mình Lăng Thanh Trúc là xử lý được nàng ta. Lăng Thanh Trúc chỉ lạnh lặng lẽ đứng nghe. Nàng ta khá bất ngờ vì thái độ sùng bái của Tô Nhu đối với Lâm Động. Lăng Thanh Trúc coi như là có chút hiểu biết về nàng tiểu sư muội khá danh tiếng của Cửu Thiên Thái Thanh Cung của mình. Tuy hồi mới tới tính cách khá yếu đuối, nhưng rõ ràng Tô Nhu cũng có sự kiên quyết của mình. Tuy bình thường Tô Nhu tôn kính Lăng Thanh Trúc, nhưng vẫn là kém xa tới mức gần như sùng bái Lâm Động một cách mù quáng. Đương nhiên Lăng Thanh Trúc không biết ở Bách Triều đại chiến xảy ra chuyện gì, cho nên đương nhiên không hiểu được ba huynh muội từng bị truy sát tới mức không dám vào thành vạn tượng. Trong một đêm lạnh lẽo gặp được ba thân ảnh bên đống lửa, gã thanh niên gầy gò đó trên mặt là nụ cười hiền hòa, đối mặt với ba huynh muội bọn họ nói thật như là một vị cứu tinh.
Trước sự chăm chú của rất nhiều người, đám đệ tử đạo tông chậm chậm đáp xuống khu vực trung tâm. Bọn họ không hẹn nhìn về hướng đệ tử nguyên môn. Quả nhiên là gặp rồi. Lâm Động nheo mắt, hắn cũng chẳng lấy làm lạ, rõ ràng đoán trước được. Ứng Tiếu Tiếu ra hiệu, tất cả đệ tử đạo tông ngồi xuống tĩnh tu. Trước điều trong mắt bọn họ đều là hiện lên sự cảnh giác. Sau khi phân tán cũng là rất có trật tự, một khi xảy ra chuyện có thể lập tức kết trận. Cẩn thận, Lâm Động nói với Ứng Hoàn Hoàn bên cạnh. Ứng Hoàn Hoàn gật đầu rất thế nên. Cây đàn cổ màu bích lục hiện ra dáng vẻ đầy nghiêm nghị. Khi bọn Lâm Động đáp xuống không lâu, bỗng vài tiếng gió rít vang lên. Lâm Động ngẩng lên thì khựng người lại. Đó là đệ tử kiếm tông mà bọn họ gặp lúc trước, Tiết Lăng. Thấy hắn, bọn Lâm Động đều nhíu mày. Lẽ nào hắn ghi hận chuyện lần trước? Ha, không ngờ các người cũng thoát được sự truy sát của ma thi. Bạn lãnh không tệ. Tiết Lăng đáp xuống đất rồi ngạc nhiên nhìn bọn Lâm Động nói. Thấy Tiết Lăng có vẻ không giống như là muốn gây sự, sắc mặt Lâm Động giãn ra cười nói. Bạn lĩnh Tiết Khuynh cũng không tệ. Hai cỗ ma thi đó đầu dễ đối phó. Hai, bọn ta đâu có thể đánh lại được bọn chúng. Lúc đó bị bọn chúng truy sát lâu quá, hết cách đành dẫn bọn chúng vào lời nhiều người rồi lén chuồn đi. Tiết Lăng bất lực nói. Bọn Lâm Động nghe thấy thế thì nhìn nhau. Cái tên kia cũng thật là, thấy không giải quyết được liền dẫn họa cho người khác. Không biết những người kia ra sao, liệu có giải quyết được hai cỗ ma thi đó không. Có điều người cũng gan thật, biết Nguyên Môn ở đây mà vẫn dám tới. Tiết Lăng nhìn về Nguyên Môn nói. Nể tình các người có lòng chia đôi, Sinh Huyền Cốt Châu ta nhắc nhở một câu, lát nữa Nguyên Môn chắc chắn sẽ ra tay giải quyết mọi ân oán. Các người phải chú ý một chút, nếu thực lực không được thì nhẫn nhịn đừng để như lần trước. Đa tạ, Lâm Động cùng tay với Tiết Lăng mỉm cười nói. Tiết Lăng xua tay không nói gì thêm, dẫn mấy tên đệ tử kiếm tông trở về khu vực của mình. Khi Tiết Lăng rời đi không lâu, Lâm Động bỗng nheo mắt, vì hắn thấy hai gã đệ tử của Nguyên Môn đi về phía hai tông phái siêu cấp không thuộc bát đại tông phái siêu cấp. Rồi ngay sau đó không lâu, hai đoàn người bắt đầu đứng dậy tiến về đệ tử đạo tông ra vẻ dường như không chút thiện ý. Mượn đao giết người sao? Lâm Động hơi cụp mắt xuống, trong đó tràn ngập hàn ý. Chương 770, Quỳnh Mười Tương Ngộ. Rồi sau đó không lâu, hai đoàn người bắt đầu đứng dậy tiến về phía đệ tử đạo tông ra vẻ dường như không chút thiện ý. Mượn đao giết người sao? Lâm Động hơi cụp mắt xuống, tràn ngập hàn ý. Đó là Quỷ Đao Môn và Hỏa Vân Tông. Hai tông phái này danh khí của Đông Huyền Vực đều không nhỏ, nhưng rất thân cận với Nguyên Môn. Tuy không phải loại bám đuôi, nhưng rất nhiều việc đều coi Nguyên Môn là thủ lĩnh. Ứng Tiếu Tiếu nhìn cục thế trước mặt, ánh mắt tối sầm nói với Lâm Động. Lâm Động khẽ gật đầu, rồi nhìn hai đoàn người tiến lại gần, cuối cùng đứng cách chỗ bọn họ không xa. Phía trước đệ tử Quỷ Đạo Tông, một nam tử hắc y bước ra. Một luồng năng lượng âm hàn mạnh mẽ tỏa ra từ hắn, rõ ràng cũng là cường giả cựu nghề niết bàn. Khi nam tử hắc y đó bước ra, trong số các đệ tử Hỏa Vân Tông cũng có nam tử hồng bào nheo mắt bước ra, bàn tay một cái luồng năng lượng nóng tỏa ra. Tại hạ Quỷ Môn Mãnh Đoạn, Hỏa Vân Tông Dương Hỏa. Hai người bước ra ôm quyền với mấy người Lâm Động, lụ cười chẳng chút thiện ý. Có chuyện gì không? Vẻ mặt Lâm Động bình tĩnh nói. À, thật ra chắc các người cũng biết rõ mục đích bọn ta. Dương Hỏa và Hỏa Vân Tông cười, cũng không vòng vò nói thẳng. Nguyên Tương Huynh, bọn họ không muốn nhìn thấy các người, cho nên bảo bọn ta tới thông báo. Nếu có vấn đề gì thì giải quyết ở chỗ cuối cùng. Nguyên Tương Huynh, bọn họ coi như là có lòng tốt không ra tay quá sớm. Ta nghĩ nếu người rời khỏi đây, đến địa điểm cuối cùng sớm thì có lẽ có thể thuận lợi rời khỏi Sĩ Mã Vực, tránh tổn thất rất nhiều. Mãnh Đoạn cười nhạt, như thế có lẽ là chuyện tốt với các người, cố tránh sự việc lần trước thì hơn. Nghe hai người này nói, sắc mặt các đệ tử đạo tông tối sầm. Nguyên Môn thật quá ngông cuồng, thậm chí không thèm trực tiếp nói mà kẻ bảo kẻ khác chuyện lời. Các cả Ứng Tiếu Tiếu vẻ mặt cũng đầy phẫn nộ, rồi thì Vương Diêm trong ánh mắt tràn ngập sự bạo lộ. Nếu không phải hắn gắng kiềm chế thì có lẽ bùng nổ rồi. Đà tạ hai vị chuyện lời. Khi sắc mặt nhiều đệ tử tối sầm, Lâm Động chẳng thể hiện gì chút giận dữ, ngược lại cười nói. Thế nhưng hai người sắc ngoại nhếch mép lên cười, xem ra hắn cũng biết điều. Còn những người xung quanh ngạc nhiên nhìn Lâm Động với ánh mắt khinh bỉ. Có điều, thế nhưng khi mà Dương Hỏa tưởng các đệ tử đạo tông biết điều thì ngữ khí Lâm Động bỗng thay đổi, trên gương mặt lụ cười tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Lẽ là bọn chúng không có chân không có miệng sao? Giọng nói lạnh tanh vang lên, khiến cho lụ cười trên mặt Dương Hỏa đông cứng, gây lên sự xao động xung quanh. Tiểu tử, đừng vì nói cho sướng miệng mà trả cái giá không trả nổi. Sắc mặt Dương Hỏa lúc này tối sầm lại, chắc hẳn bị Lâm Động chọc giận. Dựa vào loại các người cũng không có tư cách diễu võ dương ngoài trước mặt đạo tông ta. Ánh mắt Lâm Động sắc lạnh như đao. Cút!
người to gan lắm. Bọn Dương Hỏa Lội Điên bước chân một bước, nguyên lực hùng hồn ập về phía Lâm Động. Lâm Động thấy thế ánh mắt lạnh đi, nhưng không hề có động tác để phòng ngự. Tâm thần khẽ động, giữa các đệ tử đạo tông một cái đạo hắc quang bỗng bắn ra, chớp mắt xuất hiện trước mặt bọn Dương Hỏa. Muốn chết! Bọn Dương Hỏa thấy một đòn công kích thì khơi khởi nguyên lực bùng phát, trường phong hùng hồn không chút cách khí tung về hắc quang. Đối mặt với công kích hung hăng của bọn chúng, bên dưới hắc quang hai bàn tay khô quắt giơ ra đón trường phong. Bùm bùm, phụt, tiếng trường phong va chạm vang lên. Sau đó nụ cười của bọn Dương Hỏa đông cứng, rồi gương mặt trở lên đỏ ửng, một ngụm máu phụt ra, bọn chúng bay ngược ra sau một cách thảm hại, vạch lên mặt đất một cái rãnh sâu dài ngoãng. Không gian vốn ồn ào lặng ngắt như tờ, vô số tiếng xì xào vang lên. Mọi ánh mắt nhìn về hắc quang kia, một trưởng đánh bay hai cường giả cứu nguyên niết bàn. Trình độ này ngay cả đệ tử đỉnh cấp của các tông phái khác cũng khó lòng đạt được. Khi mà thấy dung mạo khô quắt của hắc ảnh kia, rất nhiều tiếng kêu chấn kinh nhanh chóng vang lên. Đó là ma thi, sao đạo tông lại có được ma thi? Lẽ là ma thi bọn họ khống chế được rồi? Sao có thể? Tứ ma thi ngay cả vạn khôi môn khó lòng chế ngự được, đạo tông lại có sở trường về lĩnh vực này sao? Sao có thể? Những cái tiếng ồn ào vang khắp không gian, không ít người đều nhìn ma thi với vẻ chấn kinh. Rõ ràng bọn họ không lạ lẫm với bọn họ. Ma thi, đệ tử kiếm tông thấy cỗ ma thi tia cờ thì sững người, đặc biệt là Tiết Lăng, vẻ mặt đáng tiếc vì đạo tông không chịu rời đi, trở nên lặng lẽ hơn rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm cỗ ma thi, lúc sau hít một hơi, xem ra ma thi đuổi theo đạo tông không chỉ bị giải quyết mà còn bị bọn họ dùng thủ đoạn nào đó khống chế. Là do Lâm Động sao? Tiết Lăng nhìn thân ảnh cách đó không xa đồng tử thu nhỏ, dường như hắn mới là kẻ ẩn sâu nhất. Chả trách mà lúc trước Ứng Tiếu Tiếu và Phương Diêm lại nghe lời hắn. Là ma thi, cho đệ tử vạn khôi môn, những người sở trường dùng khôi lỗi đều là kinh ngạc nhìn cỗ ma thi kia. Thanh niên áo xám tên là Quỷ Lịch, ánh mắt khẽ ngưng trọng nhìn Lâm Động với chút dè chừng. Hắn hiểu loại ma thi này khó khống chế tới mức nào. Không cút thì chết đi. Lâm Động ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn đệ tử Quỷ Đao Môn và Hỏa Phân Tông đầy kinh hoàng khẽ nói. Hai đệ tử tông phái này kinh hãi nhìn hai người Dương Hỏa bị trọng thương, cuối cùng không dám chậm trễ, vội dìu hai người cuống cuồng rút lui. Nhìn hai người thê thảm chạy, cả không gian trở nên yên tĩnh. Sự việc này khiến cho ngoài mức tưởng tượng của mọi người. Có gì muốn nói thì cút ra đây nói. Trong không khí tĩnh lặng đó, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn thẳng chỗ đệ tử Nguyên Môn, giọng nói lạnh như băng vang lên. Hắn vừa dứt lời, đệ tử Nguyên Môn xôn xao, ánh mắt không ít kẻ tràn ngập hung quang. Rầm, một lúc sau, một thân hình to lớn đầy sát khí cuối cùng đứng dậy, gương mặt lạnh lùng quay lại chỗ bọn Tiểu Lôi Vương. Chính là Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên. Bọn ta giữ thể diện mà còn không muốn, nếu các người muốn chết thì ta cho các người thỏa nguyện, đổ không biết tốt xấu, Lôi Thiên gằn giọng. Hắn vừa dứt lời, hai thân ảnh khác cũng đứng dậy từ bên cạnh. Một cỗ ma thi đã cho các người nhiều tự tin thế sao? Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương nhìn Lâm Động cười nhạt, nếu vậy thì ta hủy diệt nó. Xoẹt, vừa dứt lời, một cái thanh thiết kiếm bỗng chui ra từ tay hắn chém xuống. Nguyên lực thiên địa dường như sôi sục, một đạo kiếm quang xé tan thiên địa chém xuống ma thi với tốc độ mắt thường không thể thấy. Xung quanh kiếm quang bao phủ cả Lâm Động. Lâm Động nhíu mắt nhìn đạo kiếm quang đang lớn dần trong mắt, đang định có hành động thì trong lòng bỗng run. Chỉ thấy nơi chân trời một đạo ánh sáng xám lao vút tới đâm sầm vào kiếm quang, tiếng lộ trầm đục vang lên. Thần khôi, đây là ân oán của Nguyên Môn và đạo tông, sao ngươi lại nhúng tay vào? Lăng lửa bùng phát, trong ánh mắt của Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương lần đầu xuất hiện sự dao động. Nghe giọng nói lạnh lùng vang lên, thần khôi là tên đứng đầu trong tông phái Thông Tập Bảng, sao hắn lại giúp đạo tông? Nguyên Thương vừa dứt lời thì xung quanh lập tức rộ lên, không ít người vẻ mặt kinh ngạc. Vút từ phía xa, hồng quang bay tới, cuối cùng hóa thành hai thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Lâm Động nghi hoặc nhìn thân ảnh đó, nhưng hắn thấy một thân ảnh quen thuộc, đồng tử trong mắt nhất thời co rút lại. Một vẻ ngạc nhiên mà bọn Ứng Tiếu Tiếu chưa thấy trên gương mặt hắn dần hiện ra. Hi hi, Lâm Động ca ca. Trong lúc ấy, thân ảnh kia quay người lại, trên gương mặt xinh đẹp ấy hiện lên nụ cười vui vẻ. Nhưng mà nụ cười ấy vừa xuất hiện vội vàng thu lại ngay, vì nàng nhận thấy sự kinh ngạc trên mặt Lâm Động đã bị thay thế. Không phải là niềm vui khi huynh muội gặp nhau mà là sự giận dữ tới mức kinh ngạc quá độ. Thanh Đàn, sao muội lại ở đây? Chương 771, Thanh Đàn. Thanh Đàn, sao muội lại ở đây? Trong thanh âm đáng sợ của Lâm Động có một thứ lộ ý đầy chấn kinh, thêm nữa là sự lo lắng khó lòng che giấu. Đó là sự sợ hãi trước sự việc vượt khỏi tầm khống chế. Đây là lần đầu tiên mấy người Ứng Tiếu Tiếu thấy Lâm Động trạng thái thế này. Bọn họ kìm không được nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp kia.
Tuổi tác cô nàng tiểu nữ ấy tương đương với Ứng Hoan Hoan, trên người mặc một chiếc váy đen, dáng người thon gọn, dung mạo xinh xắn, đôi mắt linh động biết nói. Năm xưa sau khi Lâm Động rời khỏi Vương Triều Đại Viêm, Thanh Đản cũng rời đi bằng cách khác. Phía sau nàng có một nam tử, năng lượng xung quanh người này hùng hồn, trên gương mặt nàn lửa mặt lạ tạo ra cảm giác đầy quỷ khí. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu không hề lạ với tạo hình đặc biệt này. Quỷ diện thần khôi đứng đầu trong tông phái Thông Tập Bảng, với bọn họ có thể nói đây là đại danh hiển hách. Hai người trên không trung rõ ràng trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Nhiều ánh mắt ngưng trọng nhìn về quỷ diện thần khôi, hiển nhiên danh tiếng hạng nhất của tông phái Thông Tập Bảng rất có tính uy hiếp. Thanh Đà rõ ràng bị Lâm Động dọa cho sợ hãi, cô nàng vội đáp xuống ngoan ngoãn đứng trước mặt, nhưng không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cúi đầu. Nhìn bộ dạng như thế, thiếu nữ bỏ nhà ra đi, bị bắt ngay tại trận. Lâm Động cứ thất thần nhìn cô nàng thiếu nữ trước mặt, gương mặt quen thuộc đến mức gần như khắc trong linh hồn, khiến cho lòng hắn bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả. Nhất thời hắn giơ tay chỉ thẳng vào nàng, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Lúc này Thần Khôi cũng đáp xuống nhìn phía sau Thanh Đàn, hắn nhìn thấy cô nàng tiểu sư muội của mình ngày thường ngay cả đến sư phụ cũng quản không được, không ngờ ngoan ngoãn thế này, cũng là cảm thấy sững sờ. Rồi hắn nhìn Lâm Động gương mặt lúc này hết kinh ngạc rồi lại giận dữ, muốn nói gì đó nhưng lại thấy không tiện lên tiếng, thế là cứ đứng đấy sau lưng Thanh Đàn. Rốt cuộc là muội làm gì, sao lại ở đây, muội bỏ nhà ra đi à? Một lúc sau cuối cùng Lâm Động cũng tỉnh lại, giọng nói đầy giận dữ tuôn ra. Không có, cha mẹ đều biết muội đi mà. Thanh Đàn vặn vẹo hai bàn tay vào nhau rồi nói, muội không ngoan ngoãn ở Vương Triều Đại Viêm, một đứa hài tử chạy linh tinh khắp nơi làm cái gì? Lâm Động giận dữ, thực sự hắn không ngờ rằng một đứa trẻ không hiểu biết thế nào lại dám xông vào Đông Huyền Vực đầy dãy nguy hiểm thế này. Lẽ nào nó không biết lỡ như chuyện gì thì hắn và cha mẹ ở nhà sẽ chịu không nổi sao? Nghĩ đến tình huống xấu nhất, Lâm Động nhất thời cảm thấy nghẹt thở. Hắn biết nếu mà điều ấy xảy ra chắc chắn hắn điên mất. Huynh xông pha bên ngoài được, vì sao muội lại không được? Thanh Đàn vạch mặt lên, nhưng khi nhìn thấy lộ khí trên mặt Lâm Động là vội vàng rụt đầu lại, dũng khí vừa mới có lại tan biến. Muội cũng muốn bảo vệ cha mẹ, muội cũng có thể mạnh mẽ, một mình huynh cố gắng mệt như thế, muội cũng muốn giúp huynh mà. Muội không muốn như trước đây chỉ có thể đứng yên một chỗ bất lực. Lời nói của Thanh Đàn khiến Lâm Động khựng người, nhìn gương mặt ấm ức của nàng, lòng hắn không khỏi nóng ruột. Những chuyện đó muội lo làm gì? Nhưng rõ ràng lộ khí của hắn đã giảm bớt khá nhiều, hiển nhiên hắn cảm nhận được muội muội của mình trưởng thành không ít. Thanh Đàn chu môi, nhưng nàng cũng biết lúc này tốt nhất là đừng động tới Lâm Động, bởi vì hắn có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Cha mẹ cũng biết muội đi sao? Lâm Động dày chắn hỏi. Thanh Đàn gật đầu lia lịa. Bọn họ đồng ý chứ? Lâm Động lại hỏi. Nghe thấy thế Thanh Đàn do dự một chút, đang định gật đầu vội thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lâm Động, đành ủ rũ nói. Mẹ không đồng ý. Muội và mẹ còn cãi nhau một trận. Vừa nói xong Thanh Đàn đã cuống cuồng ngậm miệng lại. Tiếp nhìn Lâm Động quả nhìn thấy gương mặt giãn ra được một chút của Lâm Động lại là tối sầm lại. Đủ lông đủ cánh rồi hả? Lại còn dám cãi nhau với mẹ nữa? Lâm Động cười lạnh. Thanh Đàn cúi đầu. Huynh muốn mắng thì mắng, nhưng mà. Nói tới đây thì đôi mắt cô nàng thiếu nữ đỏ lên, nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt đã chín chắn kiên nghị hơn 20 năm trước mặt mình, giọng nói nghẹn lại. Muội nhớ huynh mà. Một cảm xúc trên gương mặt Lâm Động lúc này đều cứng lại. Thanh Đàn đi theo bước chân quán, rời khỏi ngôi nhà có tế thanh làng tí hành động. Một mình ở bên ngoài trải qua vô số chuyện, tất cả chỉ để hắn không cần phải cố gắng bằng mọi giá như trước. Cổ họng Lâm Động khẽ nghẹn, hắn vỗ lên đầu làng thiếu nữ giọng khàn khàn. Cũng đã lớn rồi, ai, thôi lần này tha cho muội. Hắn vừa dứt lời, gương mặt cô thiếu nữ lập tức tràn đầy vẻ vui sướng, đôi tay tự nhiên ôm lấy tay Lâm Động. Khi ôm lấy cánh tay quán, khóe miệng của làng nhếch lên một cách gian xảo, nhưng rồi làng lập tức cảm nhận được mọi ánh mắt nhìn mình. Ngẩng đầu thì thấy Ứng Hoan Hoan ngồi gần đó, bàn tay đặt trên cây đàn tranh cổ. Lúc này Ứng Hoan Hoan nhìn chăm chăm vào làng, rõ ràng nhận ra nụ cười rát sao đó. Thanh Đàn lén lè lưỡi, rồi chớp mắt nhìn Ứng Hoan Hoan với ý, người biết thì cũng đừng lật tẩy ta. Ứng Hoan Hoan không kìm được muốn phi cười, hiển nhiên cô nàng thiếu nữ tên Thanh Đàn này rất hiểu tâm tính Lâm Động, biết cách xoa dịu cơn phẫn nộ của hắn. Nhưng đương nhiên nàng cũng biết rằng tình cảm của Thanh Đàn là chân thật. Ứng Hoan Hoan không có ý định lật tẩy Thanh Đàn, vì thế làng nháy mắt lại. Rồi hai cô thiếu nữ cùng tuổi đạt được sự nhất trí, hoàn toàn che mắt được Lâm Động trước này hộ tống muội. Thanh Đàn quàng sạc nhìn về phía Thần Khôi giới thiệu với Lâm Động. Tại hạ Lâm Động đà tạ thần huynh, xá muội khiến cho huynh phải phiền lòng. Lâm Động vội vàng nói, à không dám không dám. Lâm Động huynh khách khí, ta chỉ làm theo lời dặn của sư phụ mà thôi. Thần Khôi cũng vội vàng đáp lễ. Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm nhất thời ngạc nhiên,
Tin đồn về quỷ diện thần khôi bình thường đều là lạnh lùng, lãnh cảm chứ không dễ nói chuyện thế này. Sư phụ, muội gia nhập tông phái rồi à? Tông phái nào vậy? Lâm Động sững người nhìn Thanh Đàn rồi hỏi. Dường như Thanh Đàn gia nhập tông phái lai lịch bất minh. Hà, tông phái bọn ta không ở Đông Huyền Vực mà là ở Bắc Huyền Vực, tên là Hắc Ám Điện. Không biết Lâm Động huynh đã nghe qua bao giờ? Thần khôi vội nói. Hắc Ám Điện. Ánh mắt Lâm Động lóe lên sự kinh ngạc, trong lòng cảm thấy có chút chấn động. Hắn hiển nhiên không lạ dưới cái tên này. Hắc Ám Điện, bá chủ của Bắc Huyền Vực, luận danh khí không hề thua kém so với nguyên môn ở Đông Huyền Vực. Sao muội lại chỉ tới Bắc Huyền Vực? Lâm Động rõ ràng ngạc nhiên hơn về chuyện Thanh Đàn có thể gia nhập Hắc Ám Điện. Hồi ở Vương Triều Đại Viêm, có một vị tiền bối của Hắc Ám Điện nhìn chúng muội, muội muội gia nhập. Thanh Đàn ngập ngừng nói. Ồ, Lâm Động nhớn mày, không ngờ hồi đó mà Thanh Đàn đã nhìn được chúng. Thế mà hắn và Tiểu Điều cũng nhận không ra. Khi biết Thanh Đàn gia nhập Hắc Ám Điện, Lâm Động cũng khẽ thở phào một cái. Đó có thể coi như là thế lực lớn của một phương, Thanh Đàn vào đó chắc chắn rất an toàn. Đây là các sư huynh đệ của đạo tông ta. Lâm Động quay sang nhún vai mấy người Ứng Tiếu Tiếu rồi cười. Đây là xá muội Thanh Đàn. Giới thiệu xong, hắn khẽ đập tay, nhìn về các đệ tử nguyên môn, nhếch mép cười. Thanh Đàn, lùi một chút, ta phải giải quyết một chút rắc rối.